Chúng ta đã nói quá nhiều về Gozo, một sát thương AoE mạnh nhất hiện tại của con game này ở cái phiên bản hiện tại anh em nha. Mà quên đi mất cái nhân vật đam đơn cũng được rất là nhiều anh em lựa chọn và phải nói là đau kinh khủng khiếp anh em nha. Đó chính là Kugisaki, một Kugisaki ER. Một nhân vật đam đơn phải nói là Otoke hiện tại của con game này với cái lượng sát thương phải nói là gây ra cũng cũng rất là lớn anh em nha. Đầu tiên là hiện tại thì game đã có thêm được một code nữa, lại có thêm ít code nữa anh em ạ. Anh em click vào cái góc dưới menu này, sau đó thì ấn vào phần code này. Code ở dưới phần mô tả của video em nhé. Anh em nhập vào đây cho mình và nó sẽ gửi vào cái phần gift cho anh em. Nó cho 3.000 cái điểm GP anh em nhé. Rồi ok. Hiện thì Kugisaki mình đã nâng cấp lên thức tỉnh 1 và đang nâng cấp cái bậc lên được 8 rồi anh em. Đấy, cố gắng là nâng cấp thêm nhưng mà hiện tại thì mình chưa thể nào đi thêm được những cái ải tiếp theo. Nên là vẫn đang ở cái bậc 8 thôi anh em ạ. Nhân vật này thì sẽ có một cái kỹ năng, đó là có cái kỹ năng auto ấy. Đó là khi mà bắt đầu trận đấu thì sẽ có được 10% tỷ lệ chí mạng này cho bản thân anh em nhá. Đấy, có 10% tỷ lệ chí mạng nên là lổ sát thương rất là ghê gớm em ạ. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Đấy thì kỹ năng auto của Kugisaki này hiện tại là chỉ có một thôi anh em nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có được Gozo là hai kỹ năng auto. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có được Inumaki là hai kỹ năng auto này, tùy vào từng cái nhân vật một em ạ. Không phải là cứ ESR là chúng ta sẽ có được hai kỹ năng auto đâu. Đây là một nhân vật nghiêng về sát thương, một tấn công đây anh em. Cũng giống như vai trò của Gozo thôi, nhưng mà đây là sát thương đam đơn. Còn Gozo sẽ là AoE. Chúng ta hãy cùng đến với bộ kỹ năng của nhân vật này để xem là nhân vật này nó mạnh đến cỡ nào. Mình đã ép lên cái level 62 rồi, hiện tại đang sở hữu cái lực chiến là 4199. Về bộ kỹ năng thì chúng ta sẽ có cái bộ kỹ năng như sau. Cái chiêu này thì nó sẽ gây cái lượng sát thương cho kẻ địch dựa vào cái level của cái kỹ năng, và nó sẽ gây sát thương theo phần trăm em nhé. Level 3 của mình hiện tại là nó sẽ gây 111%. Đấy, và nó sẽ ép vào kẻ địch 3 cái đinh, tích stack 3 đinh, và cái đinh này nó sẽ tồn tại trong khoảng 3 lượt em nhé. Hết 3 lượt này thì nó sẽ mất cái 3 cái đinh này đi anh em ạ. Mỗi một cái level được tăng lên cho cái chiêu này thì chúng ta sẽ tăng được 5,4%. Ở đây là 111% này, và khi mà lên được cái level 4 thì chúng ta sẽ cộng được thêm 5,4% nữa anh em nhé, vào cái 111% này. Với cái kỹ năng thứ hai, cái kỹ năng này thì nó sẽ tăng sát thương của bản thân nên theo cái level của kỹ năng, ở đây hiện tại mình đang là level 3 và nó tăng được 39,7% em nhé. Đấy, tùy theo cái cấp độ của nó. Còn đối với ở đây thì mỗi một lần tăng cái level thì nó sẽ được tăng thêm 2,3% nữa anh em. Với cái chiêu thứ ba, đây cái chiêu thứ ba của nó đây, nó sẽ gây cái sát thương Jutsu tầm xa lên kẻ địch được chọn này. Nó sẽ tăng tùy theo cái cấp độ của nó anh em nhé. HP của bản thân mà càng thấp thì sát thương tăng lên càng nhiều. Và mỗi một lần tăng cái level lên thì nó sẽ tăng lên 17,6% em ạ. Còn với cái chiêu thứ tư này, đây là cái chiêu Ultimate anh em ạ. Đây là chiêu cuối của nó đây. Chiêu cuối của nó thì nó sẽ tăng cái số lượng đinh của kẻ địch được chọn lên cộng 3 trong vòng 3 lượt. Gây sát thương dựa vào cái level. Đấy, ở đây hiện tại thì mình đang là gây sang 299,9%. Ở đây thì cái chiêu đầu tiên này chúng ta sẽ ép cái hiệu ứng đinh vào kẻ địch này. Và cái chiêu cuối cùng này, số lượng đinh của kẻ địch bị dính vào càng cao thì sát thương gây ra càng lớn. Có nghĩa là cái chiêu đầu tiên này mà ép vào cho kẻ địch càng nhiều đinh thì cái chiêu thứ tư này nó sẽ lổ cái sát thương đinh đó. Càng nhiều đinh thì cái chiêu cuối, chiêu Ultimate này nó đập vào cái kẻ địch nhiều đinh đó thì gây ra sát thương càng cao em nhé. Đấy, đơn giản hiểu là như vậy. Nó kiểu là nó tích stack ấy. Ở đây thì nó sẽ tích cái đinh vào kẻ địch. Và khi đó thì toàn bộ cái số lượng đinh sẽ bị xóa bỏ em nhé. Mỗi một lần lên được cái level thì kỹ năng này sẽ được tăng thêm 24,9%. Ở đây thì nó sẽ có một dòng nữa, đó là cái dòng hiệu ứng hợp tác tối thượng. Có nghĩa là hai người trong một cái trận đấu của chúng ta mà xả chiêu cuối cùng một lúc thì nó sẽ có cái hiệu ứng hợp tác tối thượng này. Nó sẽ phục hồi 144 cái điểm Ultimate, cái thanh Ultimate ấy.
cho bản thân và cái người hợp tác, và gây sát thương tấn công tầm xa cho kẻ địch được nhắm vào bởi kỹ năng tối thượng. Đấy thì nó sẽ gây sát thương bằng 35,1%. Anh em hãy cùng đi đấu ải với mình thì anh em sẽ biết được cái chất lượng của Kugisaki. Đây, hiện tại thì mình đang ép một cái cuộn phim. Cái cuộn phim này thì nó sẽ khá là phù hợp. Đây là cuộn phim gọi là chuẩn cho Kugisaki anh em ạ. Cái cuộn phim này thì hiện tại mình chưa thức tỉnh. Chưa thức tỉnh nên được anh em ạ. Hiện tại thì vẫn đang là limit break 0. Và với cái chiêu của cái cuộn phim này được kích hoạt khi mà sử dụng bất kỳ cái kỹ năng chỉ huy hoặc cái kỹ năng tối thượng nào đó anh em nhé. Áp dụng mức sát thương bằng 70% cho cái bản thân. Và tổng cộng là một lần mỗi lượt chúng ta có thể là sử dụng được cái cuộn phim này sau 6 lượt em nhé. Nó sẽ giúp bản thân tăng lên 70% sát thương. Nếu mà lên được cái break 1 thì chúng ta sẽ có thêm được một kỹ năng mới. Khi bản thân có được một cái cú đánh chí mạng thì nó sẽ tăng 10% tỷ lệ chí mạng cho tất cả các cái đồng minh trong vòng 2 lượt. Đấy, đây là một cái cuộn phim tăng sát thương rất là cao, rất là ổn. Nhưng mà tiếc là hiện tại chưa có break, chưa có được trùng để mà nâng cấp anh em nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đấu nha anh em. Kugisaki hiện tại thì vào trận nó sẽ có được cái phần đó là tăng tỷ lệ chí mạng lên 10% đây anh em. Tăng tỷ lệ chí mạng lên 10%. Chúng ta sẽ có được hai búp từ hai búp ổn áp hiện tại. Tăng sát thương lên này. Cái chiêu này thì nó sẽ tăng sát thương của bản thân lên được 39,7% em nhé. Đấy, 39,7%. Cái này nó tùy theo cấp độ và nó sẽ tăng trong vòng 4 lượt anh em ạ. Đầu tiên thì Kugisaki thì mình cứ kích hoạt cái đòn đánh đã anh em nhé. Để nó ép đinh vào kẻ địch đã. Ok, sau đó thì đến Gozo. Anh cùng theo dõi. Đấy, ép đinh này, chúng ta đang có được thôi, nổ mất rồi còn đâu. 1 này, 2 này, ép đinh này, và lỗ này. Ép đinh vào con boss cuối anh em ạ. Con boss cuối của ép đinh vào là mạnh lắm đây anh em. Lỗ sát thương chiều cuối phải nói là sợ hãi luôn. Đây ép đinh tiếp này, mong là đừng chết là được. Chúng ta sẽ có được bao nhiêu đinh? Ô thôi lại mất, không kịp nhìn đinh anh em ơi. Choáng à? Đấm đi. Ép đinh này. Đòn đánh thường này. Có đinh chưa? Bao nhiêu đinh rồi? Má nó nhanh. Mình để x1 này mới được. 1 này. Tăng sát thương này. Chúng ta sẽ có được cứ ép đinh vào đã. Ép đinh vào đã anh em nha. Mà thôi, không cần phải ép đinh nữa. Mình dùng luôn cái chiêu ultimate này để qua ải của Gozo đã. Tại vì cái ải hiện tại mình đang hơi khó qua. Tí ép vào con boss đánh cho nó sướng. Rồi, đấy. Nó quẹt phát là chết hết cả team địch. Đây rồi, có con boss to rồi. Ép vào này. Tấn công này. Bây giờ thì mình sẽ ép đinh nha. Ép đinh và sau đó thì xả chiêu cuối nó mới là mạnh. 1, 2, 3. Chúng ta đang có được 3 đinh ở đây anh em nhá. 3 đinh này rồi. Bây giờ thì cứ tạm thời là dùng cái 3 cái đinh này đã. Kẻ địch này thì sẽ bị dính 3 đinh và nó sẽ lổ sát thương, anh em hãy cùng theo dõi. 1 này, 2 này, đây là cái chiêu cuối của nó này. Cái chiêu cuối này thì nó cũng sẽ ép vào kẻ địch 3 cái đinh, 3 cái đinh trong vòng 3 lượt. Đấy, và nó sẽ lổ cái sát thương 299,9%. Đây, lổ nha anh em, mình lổ luôn đã. Hay là ép thêm cái đinh vào nữa nhỉ. Ép đinh vào thì lại hết tơn của Gozo lại mất sao mất. Không biết là với cái tơn này thì mình sẽ ép thêm được cả cái phim nữa. Tăng thêm 70 sát thương em nhé. 70%. Rồi, Gozo này. Hãy cùng theo dõi Kugisaki để xem lượng sát thương lỗ là bao nhiêu. Mình sẽ thôi, chưa kịp để x1. Được 111.400. Đây nha, mình đã tích được 6 cái đinh vào kẻ địch rồi này. Sau đó thì mình sẽ bật cái chiêu ultimate này và bật thêm cái cuộn phim nữa này, là chúng ta sẽ có thêm được 70% sát thương gây ra nữa. Đấy, kích luôn nha anh em. 126.000 sát thương gây ra, thêm vào đó nữa là được cái liên kích vào lại nữa này. Đấy, lại thêm được 12.000 sát thương gây ra nữa anh em nhé.
Đấy, do là nâng cấp Kugisaki chưa được mạnh. Nếu mà mạnh được như cả Gozo thì ngon. Thì thế thì chưa được mạnh bằng anh em nhá. Nên là cái lượng sát thương gây ra nó được có loanh quanh khoảng tầm 120 mấy nghìn thôi anh em nhá. Với cái đội hình hiện tại của mình là ổn đây anh em. Chúng ta lên có hai sát thương cho đội hình và thêm đó là hai búp nữa, chỉ cần thế thôi chứ đừng để một sát thương anh em nhá. Một sát thương AOE của Gozo này, một sát thương đơn của Kugisaki là ổn áp này, thêm đó là hai búp nữa anh em ạ. Hai búp để mà tăng cường cái sát thương gây ra cho hai tướng tấn công này anh em nhá. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile. Anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé.